Hello cả nhà, bữa nay Bảo Bảo đi Cà Mau nha cả nhà. Nay đi đám cưới ở Cà Mau nha. Đi theo quay cái clip cho cả nhà cùng xem Bảo Bảo lâu lâu đi được đi du lịch nha. Cà Mau hay là đây chuẩn bị anh em chuẩn bị nha cả nhà. Đang chờ xe. Đợi hai vợ chồng bà đại gia nữa. Giờ cái gì ta? Rồi chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Nay đi sang bữa. Chào cả nhà nha. Rồi anh em tập trung chuẩn bị lên xe nha. Biết không nội. Hello. Lâu lâu Bảo Bảo được đi ra khỏi nhà nha cả nhà. Tới nay chưa hết nữa trời. Bó lại có ông bà bảo hiểm không? Chưa. Chưa. Giờ mày hai lúa lên đầu cả nhà ơi. Tiên lúa lên đầu rồi. Rồi 200 để dai xuống rồi nha. Nó kêu ổng lên xe mà ổng gọi đây ổng tính đâu ai rồi ổng tính đâu thằng Hậu. Bằng gì à? Tối đủ thế vợ. Nó có đâu đâu. Tối đâu thấy gỗ. Thay đồ rồi. Con vợ tối đâu thấy gỗ đâu. Rồi rồi, như nó lại tới thì nó ta. Ông giờ sáng gọi chứ ấy gì. Đẹp. Lên xe cả nhà, lên xe nửa đêm được. Lên từ đâu? Ủa từ chưa ra vậy mày? Ủa lập đâu lập? Đi từ từ của anh thì sao không đi trời? Bà bệnh đó. Bệnh hả? Thu, chuyện thu khối rồi đó. Ông nội đây, này gồm mấy thai bệnh rồi. Trời, ta đem cái này đi xem. Đem gì? Đem cái gói răng cho nó đỡ rồi hả? Mày tổ. Sao không gì? Rồi rồi. Đâu có hay giờ đâu chắc. Mới về, hồi 1 giờ mấy rồi. Hai bạn thích cái học đi. Được chưa? Ông đem bông đồ theo. Thay lúa lên đồ. Trời ơi. Hello tài xế. Ủa vợ giống con ấy quá vậy. Chuyện hay nữa. Lên xe cả nhà ơi. Tối quá nha. Lên xe rồi thôi. Bảo Bảo tới chỗ không quay nha. Tới chỗ rồi cả nhà. Ủa gì chị Ba làm đám đây luôn hả? Ừ. Nhà của chị Ba chỗ nãy cướp đó. Đi xuống xuồng làm quay nè. Đó. Xuống xuồng anh quay. Ừ. Con không chạy
Bà con mày không đó. Cua này cả nhà ơi. Bà con nó không đó. Trời ơi. Ừ, trời biết có 8 mà. Rồi đưa lên hang cua mập mập bự bự ơi. Khoe hàng cả nhà ơi. Không có cua cái nó mới ngon ạ. Cua đực này không ngon nè. Cái gì cái sao ngon mà đực nó ngon ngộn. Đợi đợt đợt nó cũng ngon lắm cha. Đợt hết lên lên gạch tối. Đợt không đi Cà Mau thôi, đi Cà Mau là được ăn cua nghe cả nhà. Được ăn còn được gói về nữa đó. Đi. Được ăn được gói về không? Được. Được. Sắp đâu nào? Họ chị cắt điện thoại vô. Chứ cũng không có gì chẳng đâu. Trời là mấy cái gì đó. Trời ngon lắm, trời lá cảnh quật lá đó mà cái cắt. Trời đẹp lắm cảnh đó. Chuẩn bị mồi rồi cả nhà ơi. Còn rưỡi rồi nè, sáng làm cũng sớm dữ ha. Này hai người đẹp nấu ăn nha cả nhà. Giờ mình đi quay mồi mình ăn trước đi. Quay mồi mình ăn trước đi. Chưa có thay đồ thay đạt gì chứ nhìn gì đẹp vậy. Đó phải thay không? Không. Nó gọi khỏe rồi đến. Em vậy là về luôn á. Rồi bây giờ thay cái gì đi ra mà về đậm vậy. Ừ. Trời cái đậm nó dài quá trời dài. Vô cũng bận cái đậm bên này. Chị ba chị lột cái áo chậm đậm vô cái xong rồi. Ừ. Em có mỗi quần sọt nè. Nếu đi xe mặt thì nó gọn. Mà ngày có trăm mấy mà nghỉ chị. Ủa mình không thấy cái gì chảy lên sao? Ủa. Rồi qua Cà Mau là có cua nha cả nhà. Đây cua luộc rồi nha. Cua luộc chấm với chanh nha. Nói là tôm chứ cũng mới có. Còn tôm chừng nào có hả hay? Bóp hai cái chân vô, bóp hai chân vô. Rồi cái này rác đứng dậy nó cần cẩn thận quá cô chữa nha. Ra mua cho chục lon vậy làm cái gì? Ôi. Giống gụn nữa sao? Lấy ra mua cho. Ôi. Thôi gì thôi. Mình bật đi uống bia thật thiệt. Chạy đi mua bia mày. Anh em ta xuống. Anh em xuống. Thùng bia đi em sao đi nhận tiền lấy lên tóc anh đi chạy đến đây chạy vô chạy đi chạy vô 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 chạy vô. Ủa kêu tài sản toàn chạy ngoài rước tài xế luôn. Thì để cho điện. Không, chạy rước này mà. Chạy lớp tí xíu đi. Lại mày nhảy vô nó ngồi ăn luôn. Thôi, chỉ ăn cua đi. Ăn cơm không được, ăn cua đi tụi con. Rồi.
không có tôm hả? Bên chúng mới có. 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 Chúng dạ, con bự nè. Dạ, không làm ngủ đó anh. Nó chạy ra đó. Em đang đi, chạy mua cho. Đâu rồi. Kêu mà ngãi chở vô mày. Thằng gì đó, thằng gì ở ngoài này nè. Mỗi đi cho bà. Lấy hình ảnh không, bóp cho lên truyền hình luôn. Đem cho bà nội ăn, ừ. Nhớ ăn để cho cái mu nha. Bóc được phát cái mu cả nhà ơi. Đỡ ra đi. Để cho gọi điện cho ông có bài rồi. Lại trên bàn đi rồi hả? Tôi điện cho bác tài với ta. Điện rồi. Đang gọi chạy rút không? Nó từ chỗ thôi mà chạy ra mẹ đại cái sao? Ở đâu biết được trước đi thằng đó. Để đi. Chà chà cắn cái tay. Để chứ bà cắn không nổi sao. Trời ơi chị già con ăn được lúc anh đây cũng vô gần anh ngắm trên bò rồi con tới các bạn. Có gì chứ cứ nhắc nhở sao mà. Nãy giờ anh hỏi con cho nó sớm rồi đi bỏ nãy cho tiền. Dạ nãy có nói rồi nói. Nguyễn luộc quá trăm hỏi luộc tép phải không? Rồi tao biến lọc dạ tao vô lại à. Đây cọc kèo của Bảo Bảo nha. Tại cái chú quay. Ủa sao cái lòng nói vậy? Bảo vậy nghe không luôn. Đây là nè. Khác hả? Đi với quay. Nè. Đổ nước, nước con nhậu cái gì? Lượt đổ miếng ra sôi lên cho nó ra nước được nước kia á. Giờ đổ mỗi nước vô qua bây tao đây được quá rồi con tao chứ mấy. Không biết được. Ai khác vậy? Dạ. Đây cục kèo Bảo Bảo nghe. Nay đi đám cháu của tới Kiên Giang đó, Mỹ Hạnh. Cháu mà tới Kiên Giang nữa. Sao chị không nói gì vậy em? Nãy ăn cua giờ tới tôm nghe cả nhà. Tôm đang luộc. Đang luộc tôm nha. Cái đó ở đây nhiều ký? Ờ, trăm. Trăm hả? Ừ, cũng đâu có rẻ hơn bệnh đâu. Con lấy cái đũa không chơi. Bệnh tép lớn tao cũng ăn trăm à. Này, này ba ông bổ nước vô nè. Thôi, phải cái chảo á, cái xong rồi. Tại vì không, đang chụp vô luộc cái này ngon thêm. Hồi nãy nữa cái chảo luôn. Chảo không? Hai muỗng cái xong chút xíu vậy. Ủa, chị Tư nhà này à? Xuyên kìa. Quê. Chắc này chị Tư sửa soạn lên rồi chị Tư đâu thèm làm nữa đâu mà bắt chị Tư làm bởi chị Tư cũng làm. Đúng rồi, phải luộc cái chảo vậy đó. Được rồi, nước đủ rồi, nước đủ rồi. Nước xíu hồi ra nước nhá. Bị mướn thợ nấu nè, cái nhà mình không có nấu nha. Mướn thợ nấu hết. Mướn thợ nấu đám hết, cái này thì mình chỉ luộc ăn chơi thôi. Mượn chỉ ba nước rồi. Nó tưởng nó qua đây bơm nước rồi, đập nước gì. Đây này xài sàn nước gì nữa nha cả nhà. Ở đâu mua phim này? Ở đây là vuông mà. Em ở Trà Vinh. Ở bên trong biển hả? Dạ. Đây là các bạn bên Trà Vinh qua nha cả nhà.
Chào cả nhà. Chào hello, chào cả nhà nha. Bữa nay Cà Mau. Bữa nay Kiên Giang rồi. Mà bạn tư với em tư kia tàu bán gì? Kia tàu bán gì? Anh tàu thằng tàu đúng không? Xế bốc tài xế ơi. Dạ dạ dạ. Bốc cái mẹ luôn rồi. Bộ này nè. Ghế đâu ghế nãy cụ chế đâu. Ông mà ăn nè bốc tài xế ơi chứ mà đem ghế nha. Dạ dạ. Lấy giấy không? Giấy nè. Ăn gì rồi luôn. Ăn có cái này. Tôi nghĩ phía thèm có cho thèm gì đâu. Cái thèm mới nhai nè. Ăn nguyên vỏ. Chú kêu ăn cái vỏ này em rồi chưa có mẻ bảo để tài xế. Dạ dạ dạ. Đây là mẹ của cô dâu đây cả nhà. Mẹ cô dâu đẹp như cô dâu luôn á. Gặp cho mẹ thằng hai nhà. Rồi giờ nhà thì bưng bưng vào nhà rồi. Đây. Mới cô năm nó mới gặp. Thôi. Đập biết. Chứ ba. Chứ ba. Bà la hãy giỏi giùm cái ơi. Dạ mẹ mẹ cái kia tôi nó bắt vậy đó, bạn ấy á, nó bắt đi vậy đó. Xe để chở đồ nó dặn dặn. Anh sao giờ anh sao? Vô anh. Vô anh Tư hả? Anh Tư. Đây cá mày nè. Lớn. Ăn mỏi quá trời không uống mày. Anh biết hay quá à. Bự quá. Không uống nha, không có bình cái gì được hết. Lộn anh em mà nhậu được. Hai. Nè. Ăn được rồi. Em về á, họ mới đi khám thì còn 31. Còn đợt này lấy khám không thuộc mà lên nữa 32.5 luôn. Nước tiểu thì tốt, muốn cho về ngày mai sao? Bây giờ hết hết tuần rồi còn 2 tuần nữa đi lấy khám nữa đó. Vô cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Đang kêu chuẩn bị nó ra. Giờ bạn chuẩn bị ra. Chuẩn bị. Cái gì đi mẹ nó chuẩn bị. Đang có phải chuẩn bị. Bây giờ kêu ra. Nó qua chơi, nó qua chơi. Chuẩn bị gì nữa. Đang có phải chuẩn bị chơi. Chứ mặc quần áo gì cho nó này. Chào cả nhà kìa. Cả nhà trên mạng đây. Rồi. Chú rể quá trời. Đưa lên tóc giống anh Trần hô chú rể nó chết nữa. Nhà có ai bông cũng đỡ. Cha của cô dâu chứ không phải là chú rể nha. Gái 18 tới 19 nè.
mới 18 à? Giờ đủ tuổi gả luôn. Giờ đủ 18 tuổi gả lại được rồi. Gả giờ thứ 3 thứ 7 như vậy. Thứ 3 ai ngoài á? Thứ 3 thứ 7. Thứ 3 mà nói thứ 2. Thứ 3 thứ 7. Thì chụp đây nha. Đứng ở đâu chụp? Ở đó chụp đó qua lại. Ở đó chụp qua nè. Chụp hai bên cho hết rồi. Mày ở đây chụp bên bãi đó là qua lại. Anh tìm qua đây nè, anh tìm thôi. Quay nào cho thành đó. Cũng không thể nào thiếu được các đấng sát thành của hai game đã xem ra. Và vâng, thưa quý vị, ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Hồng Ngọc, nghĩa mẹ như nước tựa lòng đại dương, nước biển mênh mông trong đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lộng công cha. Cảm ơn Hoa, cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra đời. Một lần nữa kính mời nhà trai là ông và bà Trần Thị Phượng bước lên sân lễ. Xin trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể bước lên sân lễ. Vâng, thưa quý vị, đúng là vô cao thì chọn lấy bụng say, vô chầu chọn lấy trăm hai lá vàng, sân con thì mời mẹ cha, chúc xây hạnh phúc chúng ta lo cùng. Hai bạn thật khởi mừng vui, dâu hiền ghế thảo vui mừng cả hai. Một chào phố tay cho được không chào quý vị. Ban viên hai gò đã dành cho thông gia rất nhiều và bên đời xin tới mặt cho hai bên gia đình đến lời tri ân son sắt cùng tất cả quý vị quan khách. Ban viên hai gò đã không ngừng ngày đường xá xa xôi, dầm mưa dài nắng chèo re trong ngày đến để chung vui với hai bên gia đình, trong khi tiếp đón cũng như tiếp đẩy có điều gì sai sót. Mong tất cả quý vị quan khách mình vì tình thương mến thương của cô dâu và chú rể mà niềm tình bỏ qua cho. Và con xin chúc cùng toàn thể tất cả quý vị quan khách có một buổi tiệc thật ngon miệng và một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
phố. Kính thưa quý vị, một quả đúng là anh hùng mà sánh với thiền huyên, đẹp lòng cha mẹ lại đẹp duyên vợ chồng. Hôm nay cao thắm rượu hồng, chúc cho đôi bà kẻ mặn nồng bên nhau. Lá chầu sánh với quả cao, chú rể bè nghĩa cô dâu trọng tình. Hai bên kết nghĩa xâm bày, anh đi làm rể em về làm dâu. Và ngay trong xin mời cô dâu và chú rể tiến tới nghi thức đầu tiên, đó là khui rượu Sabana. Và kính thưa quý vị, đúng là sù hồng là tình cảm duyên nồng. Một chai cho vợ, còn chồng thì cũng một chai. Hai người cùng rót cả hai, chung vào tháp lên để tương lai được dựng bền. Đừng nói ông Trung.
đem cụ đem mỗi người tới ổ luôn. Để cụ xin cái đó. Xin chút đi á. Để đám cưới mà gì đó. Nhà tám cơ mà. Để đám cưới gì nó vô. Thằng này tiếp tục xin áo tin dụng. Vô nhà tám nè. Vô nhà tám. Đó lỡ lắm rồi xuống luôn đi. Cỡ dài em nội. Mà cô ơi, con nhận đủ mà không có đâu. Cũng nó cạn thiệt á, cái tắt luôn cho nó đâu vậy đó. Ba cái đó bắt. Nó bắt rồi, nó bắt rồi lên nè. Em đâu có biết xài máy đó. Mò hai con tôm đi gửi luôn. Hồi vậy xong một buổi đi đám cả nhà, tạm biệt cả nhà nha. Hẹn lại lúc nha. Tạm biệt cả nhà anh em ơi. Rồi mai mốt Bảo Bảo được đi đâu xa quay cho cả nhà cùng xem nữa nha. Chuẩn bị lên xe về rồi.